Ui nheo 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 nheo. To. Ui. Ui. Ui, ui. Con này to lắm, to 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 to. Con này ui ui ui. Ui cái cần của tôi này. Con này to lắm anh em ơi. Ai à. Đúng với con cá to nhất thì lại là và dính vào cái cần yếu nhất này. Cần này nó yếu nhất này. Chỗ này người ta vót nó không không dày. Nhưng rất may là cái chen này khá là tốt nên ra nó không gãy được. Ui giời, ui giời. Ui anh em ơi. Ui. Ui nó to thôi này. Anh nhìn này. Nheo này là nheo, con này nheo chứ không phải là sộp. Từ từ cho nó mệt đã, cho nó mệt đã. Rồi. Hey yo, what's up anh em, chào mừng đến với lại vlog nha. Ok, đố anh em trên tay mình đây là cái gì? Đố mình là cái gì? Không biết đúng không? Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ mở ra review cho anh em xem là mình mua 10 cái này là cái gì nha anh em nhá. Đây anh em một con dao này. Hôm nay gọi là chơi lớn luôn anh em ạ. Chơi lớn luôn. Quyết tâm là chinh phục mấy con cá sộp cá lóc ấy. Ngày hôm qua ấy thì trận bão rất là to, thì không biết là ở chỗ anh em thì như nào ấy, thì chỗ mình cũng gọi là cũng tương đối thôi, mưa giả dích cả ngày, mưa rất là lâu. Đấy và hiện tại bây giờ là cá sộp nó đi ăn rất là nhiều. Hiện tại trời đã tạnh rồi nha anh em nhá. Thì cá sộp đi ăn rất là nhiều và bây giờ là thời điểm vàng để đi cắm câu cá lóc cá sộp đây anh em ạ. Đây. Cho anh em xem. Đây là mình mua ở trên Shope đây anh em ơi. Đấy, nhưng mà bây giờ là không biết làm cái nào để có thể mở ra được đây này. Nếu mà anh em cũng thích cắm câu cá lóc ấy mà không có điều kiện để có thể tìm những cái cành tre nó tốt như thế này ấy, hoặc là không biết vót ấy, thì là anh em kích vào đường link dưới phần mô tả nhá. Mình có ghi đường link dưới phần mô tả cho anh em để anh em ví dụ anh em nào cần anh em mua nhá. Đây, lôi ra. Đấy. Đấy, từ nhẹ. Ơi, đừng lôi thế hỏng. Đấy, lôi từ đây nè. Đấy rồi. Đấy, người ta quảng cáo là tre già anh em ạ. Đấy, tre già thì nó rất là bền, dùng rất là bền và cái độ chiếu của cái ngọn cần đây này. Này. Chiếu rất là ác anh em ạ. Người ta vót rất là mềm luôn anh em ơi. Không, cái này không gãy được. Đấy, người ta vót rất là mềm luôn. Mà cái tre này nó cũng có thể sử dụng rất là bền, rất là lâu nha anh em nhé. Chứ không phải là 1-2 tháng nó sẽ bị mục, sẽ bị gãy đâu anh em ạ. Lưỡi này là lưỡi thủ công anh em nhé. Lưỡi này là lưỡi làm thủ công ấy, chứ không phải là lưỡi mua đâu. Ok. Ok anh em, sau một đêm thì mình đã có thành quả rồi đây anh em ơi. Ngay khi mà đi vào đã thấy là đây là không phải là cá đâu anh em ạ. Đây này. Siêu phẩm. Đấy. Con này là nó đi ăn đêm đây anh em ạ. Đấy, hôm qua là mình có gài thêm con nhái đúng vào cái cần này luôn. Đấy, gài con nhái vào cần này luôn thì là dính luôn anh em ơi. Đấy. Ui nó quầy đục kìa. Úi giời. Con này to đấy anh em ạ. Con này nó chuyên đi ăn nhái mà. Đây này, để mình cho anh em xem nhá. Úi giời to thế. Ôi. Từ từ con này tí nữa mình sẽ gỡ sau cùng nhá. Con này mình sẽ gỡ sau cùng, tí nữa để mình đi kiểm tra. Đây, nó phì kìa. Ui. Tí nữa con này sẽ gỡ sau cùng tại vì con này nó sẽ rồi lại dính tiếp rồi. Dính tiếp rồi anh em nhá. Nhìn cái đầu cần này như vấn đề là không biết là nó sống chưa. Mình nghĩ là chưa đâu. Đấy tại vì cái cần này nó rất là dẻo, nếu mà nó sống ra rồi mà nó không còn trọng lượng thì chắc chắn là cái cần này sẽ nảy lên này, như những cái cần kia kìa, cần kia sống rồi kìa. Đây này. Cần này sống đấy. Đấy. Đấy, cần kia khả năng cũng dính kìa. Nhìn cái đầu cần này mình biết rồi. Rất là nặng đấy, nó đang đung đưa kìa. Cần đầu cần đang đung đưa anh em ơi. Rồi từ từ mình xem cần này trước đã để xem nào nó sống chưa. Đây để mình từ mình xem cần này trước đã. Ôi rồi anh em nhìn này. Này này. Em nhìn cái dấu mà kiểu cắm cần vào này. Nó ngoáy này. Đấy đó. Ôi to lắm anh em ơi. To lắm. Ôi nheo. To. Ui. Con này to lắm, to. Con này ui. Ui cái cần của tôi này. Con này to lắm anh em ơi. Ai à. Đúng với con cá to nhất thì lại là và dính vào cái cần yếu nhất này. Cần này nó yếu nhất này. Chỗ này người ta vót nó không dày. Nhưng rất may là cái chen này khá là tốt nên ra nó không gãy được. Ui giời. Ui anh em ơi. Ui nó to thôi này. Anh nhìn này.
Nheo này là nheo, con này nheo chứ không phải là sộp. Từ 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 cho nó mệt đã, cho nó mệt đã. Rồi. Đây lên đây, lên đây cho nó chắc không là sống mất đấy. Con này chưa ăn được đâu anh ạ, con này nó là dòng cá nheo, đâm ra là nếu mà nheo nó phải to lắm. Chứ con này nó bé quá anh em ạ. Thôi nhưng mình cứ gỡ ra đã. Ui. Con này hỏng mất rồi anh em ạ. Con này nhìn này, nó xoắn này. Nó xoắn đỏ ngầu cái chỗ này này. Ui ôi, cái lưỡi này kinh lắm. Lưỡi này nó xoắn kinh lắm anh em ạ, cả nó móc vào trong kinh lắm. Đây này. À anh em ơi. À. Cứ để tạm vào xô xíu nhá. Đấy. Anh em nhìn này. Đây này. Ô. Ôi cái cần kia lại dính cần kia. Đấy. Mình đang quay thì nó Santo phát nó tẹt phát kìa. Cái cần vẫn đang chiếu chiếu kìa. Đây này. Em nhìn nó xoắn này. Cái này phải để cho nó thả lỏng ra. Này. Sụp bé thôi anh em ơi. Ấy, từ từ để mình quay nhé, có chỗ này thoáng mình sẽ quay cho anh em xem. Đây này, nó trốn đây này. Con này nó vừa Santo xong đây anh em ạ. Ây, gỡ sẵn. Rồi. Con này cũng bình thường thôi, không to lắm anh em ơi. Đây, mình nhấc lên cho anh xem nhé. Đây, còn cái con khó nhất đây. Con này là con khó nhất đây này. Nó vẫn nằm đây là con này to đấy, con này rắn này to phết đấy anh em ạ. Mồm nó to thế mà nó ngậm được cá con nhái sợ thật. Hôm qua mình đi bổ sung là nếu mà cái cần nào mà nó hết run rồi thì mình sẽ bổ sung thêm nhái vào. Đây này, túi nhái mình có đi nhặt đây này. Đấy. Mình ngâm dưới đây nhưng nó chắc là do gió thổi nó bay xuống nên chắc là nhái bên trong chắc hết chết hết rồi. Đây. Em nhìn đây. Thấy không? Anh em thấy không? Ui xồi. Dã man chưa? To phết đấy anh em ạ. Mặc dù biết con này nó không có độc đâu nhưng mà mình cũng khá là sợ. Ghê quá. Cái chỗ này chắc là nó bị kiểu bị nó dồn nén ấy, cái lưỡi nó quấn vào này. Đây này. Cái lưỡi nó quấn vào nhiều quá xong bây giờ khi rút lưỡi ra phát nó bị bục máu ra luôn này. Đây anh em ơi, con này khá là to. Nhưng mà thời điểm này thì là bây giờ là đang chuột rất là nhiều anh em ạ, chuột. Tại vì là chuột nó sẽ đi ăn lúa này, thế nên là bây giờ mình sẽ không giết nó nhé. Mình sẽ thả nó đi để cho nó gọi là gì sao ta? Gọi là gì nhỉ? Thiên địch của chuột đấy. Con này là thiên địch của chuột thì nó sẽ ăn những con chuột con thì nó sẽ gọi giúp một phần nào nhá. Giúp một phần nào bảo vệ gọi là lúa đang bây giờ lúa đang rất là non. Đấy. Chứ không ăn con này nữa. Mang nó gần ra đây để cho nó xuống cho nó dễ. Đấy. Xuống luôn mà. Đấy, nó đi rồi. Bên kia rồi. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ cho anh em xem thành quả nhá. Tổng cắm câu 9 cần, mất 1 cần, được 3 con. Con nheo kia khả năng đang trứng kìa. Này, zoom vào cho anh xem này. Con nheo kia hỏng mắt rồi anh em ạ, nhưng vẫn nuôi được tiếp anh em nhé. Đấy. Mấy chưa? Đúng kiểu cá tự nhiên này. Phải là thật bất ngờ khi mà cắm câu bằng cần này, mình không nghĩ là trong một buổi mình có thể trúng được 4 thứ. 4 thứ chính xác là 5 thứ nhưng mất 1 cần rồi. Tại vì cái đấy cắm nóng quá đâm ra nó lôi ra rồi. Đấy chắc chắn là cái chỗ là kiểu cá to nó lôi rồi. Đây. Đó. Thì là đường link của sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả để anh em nào có nhu cầu mua thì em kích vào mua nhé. Nếu mà ai mà kiểu dạng ngại chế hoặc là không có những cái tre này,
không phải tre nào cũng có thể vuốt này được này đâu anh em ạ. Đây này, vuốt xong rất là mỏng này, rất là mịn, nhưng mà nó phải đặt độ lấy đây, nhìn cong chưa, thấy chưa? Đấy, cái này người ta quảng cáo là tre già đấy anh em ạ, tre già đấy. Đấy, rồi cái lưỡi này này, đặc biệt cái lưỡi này khi mà đóng cá vào nó sẽ khó bị sỏng hơn, tại vì là nếu mà câu cá thì mình có thể nhấc lên luôn, nhưng mà đây là kiểu là mình cắm câu ấy, thì nó sẽ như có những con cá nheo hay là cá sộp hay là cá gì nhỉ, à, con rắn này, nó sẽ xoắn vào thì chắc chắn nó sẽ sỏng ra. Đấy, nếu mà mình không rút kịp, tức là sáng sớm mình không đi kiểm tra thì chắc chắn sẽ sỏng. Đấy, thì cái lưỡi này này mình sẽ khó bị sỏng hơn. Ok, thôi hẹn anh em video lần sau nhé. Hôm nay là thành quả là khá là ok đấy.